Xin chào các bạn Việt TV. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, ta gọi là Bác Hồ. Cái chữ Bác Hồ đấy nó rất là gần gũi thân thương như người trong gia đình mình vậy. Để đạt được cái câu đấy thì không phải là dễ dàng một tí nào cả. Mà đây là cái câu nói của người, lòng người dân Việt Nam đưa lên, chứ không phải là tự Bác muốn như thế. Bác rất gần gũi với người dân Việt Nam, cho nên ý là người dân Việt Nam gọi là Bác Hồ. Cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy, đại tướng của nhân dân, đấy mới là cái mà được phong lên lớn nhất cho dân tộc. Thế thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam tới thắng lợi hoàn toàn, độc lập, thống nhất đất nước. Thế thì rất nhiều những nhà bình luận phê bình ở trên thế giới người ta ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng những cái ca ngợi đấy thì chưa hết được. Cho nên ý, là hôm nay ngày sinh nhật của Bác, tôi muốn nói một số vấn đề mà ở trên truyền thông không nói đến, hoặc là có nói cũng lướt qua thôi, chứ không đưa ra những cái trọng tâm. Đầu tiên tôi muốn nói là Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thiên tài. Thiên tài như thế nào? Thì đầu tiên ta phải thấy rằng là Bác Hồ như một vị tiên tri. Khi mà chiến tranh thế giới lần thứ hai đang rất là căng thẳng và Bác đã nhận định là phát xít nhất định là thua, và đánh giá được là thời gian nào thì phát xít Đức và phát xít Nhật thua, để mình tận dụng được cái cơ hội ngàn năm có một đấy. Và Bác đã nhận định rất là đúng, chỉ trong tầm khoảng 6 tới 8 tháng thôi. Chính vì vậy Bác đang ở Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, mà về Việt Nam ngay để trực tiếp lãnh đạo nhân dân. Thế thì Bác về đâu đầu năm 1945 đấy, về Cao Bằng, và từ đấy lãnh đạo toàn dân. Lúc đấy là toàn dân, nhưng cả miền Nam miền Bắc là dưới sự lãnh đạo của Bác. Và đến khi mà phát xít Nhật thua là Bác Hồ đã kêu gọi toàn quốc đứng lên cướp chính quyền. Ở đây ta muốn nói dùng cái từ cướp chính quyền đấy mà cái bọn ba que nó lại vặn vẹo cái từ cướp đấy như là kiểu người đi cướp. Cái đấy là sai, bởi vì người ta không hiểu từ cướp, nguyên gốc của từ cướp là cái gì cả. Nguyên gốc từ cướp tức là nhanh, rất nhanh và gọn. Ta thấy chơi cướp cờ đấy, rõ ràng cướp cờ là hai người cùng chạy lên có cái cờ trống như thế này, và ai nhanh hơn thì cướp được cái cờ. Thì đấy là ta phải dùng cái từ cướp chính quyền về tay nhân dân, tức là nhanh, toàn dân vùng lên cướp chính quyền về tay nhân dân. Cái từ cướp đấy nó cực kỳ đắt giá, chứ không phải là như mấy cái bọn phản động nó là bẻ cong cái từ cướp đi thành ra là cướp giật. Không đúng, từ cướp này nó, ta phải hiểu nó như là cướp cờ, đấy mới là chính xác, chứ không phải là cướp giật. Tôi nói chỗ này nó mạnh lên để nhấn mạnh rằng là cướp chính quyền về tay nhân dân nó nhanh và gọn, và đúng là nhanh là gọn, chỉ trong có
chưa đầy một tuần thôi là toàn nước Việt Nam đã lấy được chính quyền về tay nhân dân, lập lên chính phủ. Và ngày mùng 2 tháng 9 là đã, tháng 8 đến tháng 9 là đã đọc tuyên ngôn độc lập rồi. Nó nhanh như thế cơ mà. Đấy không là cướp thì là cái gì? Cướp. Cái từ đấy cực kỳ đắt giá, chứ không phải là cướp theo nghĩa xấu. Ta phải hiểu như thế. Thế thì qua đây ta mới thấy được là Chủ tịch Hồ Chí Minh như một vị tiên tri. Tiên tri đoán trước vấn đề thì đấy không là thiên tài thì là cái gì? Và Bác Hồ đã nêu lên một cái câu khẩu hiệu là ai có súng dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng giáo mát gậy gộc, thuộng thuộng giáo mát gậy gộc để vùng lên cướp kho thóc của Nhật và giành chính quyền. Ta thấy cái đấy là thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh mới nhất định cái thời cơ ngàn năm có một đấy để giành chính quyền về tay nhân dân. Ta thấy cái đấy là cái gọi là thiên tài. Thiên tài. Ngoài cái đấy ra thì còn rất là nhiều, nhưng mà đây tôi ví dụ thêm một cái nữa là để thấy là nhiều cái thiên tài, và đây là một cái thiên tài nữa, tức là Bác Hồ hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người quân sự chiến lược. Tức là gì? Là vạch ra cái đường lối, thì đấy gọi là chiến lược. Khi vạch ra đường lối đấy thì chỉ việc thực hiện thôi. Cái đường lối như thế nào? Một cái câu mà ai cũng biết, đó là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Đấy là đường lối đấy, đấy là quân sự chiến lược đấy. Chỉ có cái cách đấy thì mới giảm được biết bao nhiêu xương máu. Đuổi, đánh cho Mỹ cút cơ mà, tức là đuổi đi thì nó dễ dàng hơn là phải tiêu diệt tất cả quân Mỹ. Nếu mà tiêu diệt như thế thì sinh lực của Việt Nam cũng tổn thất rất là nặng nề. Cho nên là chỉ một cái đường lối chiến lược đấy đúng đắn một cái là giải quyết được không biết bao nhiêu những cái khó khăn. Và ta đã thấy rằng là đến thời cơ là Mỹ phải chấp nhận là cuộc đàm phán ở Paris và dùng cái đàm phán đấy để đuổi được Mỹ ký một chữ ký thôi là gần nửa triệu quân của Mỹ là phải rút. Ta thấy cái chiến lược đấy chỉ có người thiên tài mới ra được cái chiến lược đấy thôi, chứ không phải là ai cũng nhìn được cái chiến lược đấy đâu. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Mỹ cút rồi thì còn giải quyết, Ngụy nữa thôi thì nó đơn giản và nhẹ nhàng đi rất nhiều. Ta thấy không? Đấy là thiên tài đấy, thiên tài quân sự đấy và quân sự chiến lược đấy. Chiến lược người phải nghĩ được cái đường lối. Một, chỉ cần một người nghĩ ra được cái đường lối đấy thôi là thành công. Hơn cả 1 triệu quân, 2 triệu quân, 10 triệu quân. Đường lối là cực kỳ quan trọng các bạn. Cho nên ấy, cái điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh chỉ một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi mà ta thấy được cái tầm thiên tài vĩ đại của Bác Hồ như thế nào. Thế thì ngoài cái đấy nữa tôi muốn chỉ cho các bạn thấy được là Bác còn những cái tài khác nữa mà mọi người không có nói mấy. Ví dụ như thế này là cái nhìn người của Bác, cái nhìn người của Bác là tuyệt vời luôn. Nhìn người này đánh giá như thế nào? Ví dụ như đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy, là Bác thăng quân hàm luôn, từ không cho lên đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn, là phải có sự đánh giá.
hành sự đánh giá rất là chuẩn, nhìn người rất chuẩn thì mới phong như thế. Chứ còn nhiều người là bác có phong lên ngay đại tướng đâu, thiếu tướng. Như cái ông Sơn thì đại tướng ở vừa ở Trung Quốc, ở Việt Nam đấy, và thấy phong thiếu tướng thì ông ấy lại còn cự lại, ông ấy bảo là thừa tướng trả hết thì lại thiếu tướng. Đấy, bác nhìn người đấy, bác nhìn người đấy, người này chỉ thiếu tướng thôi, người kia mới là đại tướng. Đấy là sự nhìn người rất chuẩn xác của bác. Ngoài đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi còn ví dụ cho bạn một người mà bác tiến cử nữa, đó là ai? Đó là ông Tiến, luật sư Lê Đức Thọ. Khi có hiệp định Paris một cái là bác đã gọi ngay Lê Đức Thọ đi để cố vấn cho cái cuộc đàm phán này. Và cái người cố vấn đi mới là quan trọng, mới gặp Kissinger và có những cái cuộc thảo luận riêng rất là nhiều. Cái người đấy mới là quan trọng, và bác đã cử Lê Đức Thọ đi. Và quả nhiên là Lê Đức Thọ tấn công cái Kissinger. Kissinger lúc nào vỗ ngược cả đây, tiến sĩ rồi các thứ, trưởng nọ trưởng kia, ghê lắm. Nhưng mà bị Lê Đức Thọ quật ngã ngay tại Paris. Đấy, ta thấy rằng là bác tiến cử Lê Đức Thọ là cực kỳ chuẩn. Nhìn một cái là đã biết người đấy như thế nào rồi, vào vị trí nào rồi, là bác tiến cử ngay Lê Đức Thọ. Và ông Lê Đức Thọ thì đã giành phần thắng mà Kissinger đến sau này vẫn còn nói một câu như thế này: nếu như không có Lê Đức Thọ thì tôi còn sẽ làm tốt hơn. Phải nói là cái vị trí của Lê Đức Thọ nó chuẩn như thế nào, nó cao cường như thế nào thì mới đánh bại được Kissinger. Chứ đây là nói đánh bại là ở trong cái tâm ý, chứ không phải là cứ thấy thua là nói là bại đâu. Tự ông Kissinger phải thốt lên là nếu không có Lê Đức Thọ thì tôi làm tốt hơn. Điều đó nói lên rằng là bác nhìn người cực kỳ chuẩn, đấy cũng là một thiên tài đấy. Thế thì tôi nói với các bạn là Lê Đức Thọ, và không ai nói cái trường hợp này cả. Và có người lại nghĩ rằng là làm sao bác mất rồi cơ mà làm sao để tiến cử ông Lê Đức Thọ. Đây là cái đàm phán đấy 5 năm cơ mà. Và 573 mới ký, thế thì lùi lại 5 năm là năm nào? Là bác chưa mất. 569 bác mới mất cơ mà. Thế và 568 là bắt đầu là hội nghị Paris, đúng không? Cái chuyện này thì tôi đã nghe ngay từ đầu rồi. Từ lúc mà có cái hiệp định đấy tôi đã nghe rồi. Bác Hồ gọi ông Lê Đức Thọ lên để giao nhiệm vụ. Cái này tôi biết 100% luôn, chứ không phải là nhiều người lại chưa được nghe cái chuyện này bao giờ và lại cho rằng là bác mất rồi còn đâu. Không phải. Cái này tôi khẳng định là tôi biết ngay từ lúc bác giao nhiệm vụ cho ông Lê Đức Thọ cơ. Thì không ai nói thì tôi nói nó mới có phần giá trị. Chứ còn thì nếu mà nghe trên truyền thông rồi thế này thế kia thì cần gì tôi phải nói ở đây nữa. Đấy là cái những cái tiếp theo của thiên tài Bác Hồ là ở cái chỗ đấy. Nhìn người rất là chuẩn. Bây giờ lại thêm cho các bạn một vấn đề nữa mà cũng không ai nói, cũng không ai nói ở trên truyền thông. Trong cái di chúc của Bác Hồ ấy là bác có nói như thế này, là đối với cái đảng anh em là Liên Xô và Trung Quốc, trước đây là Liên Xô và Trung Quốc, bây giờ là Nga và Trung Quốc. Bác có nói như này này, hai đảng anh em phải đoàn kết lại thì mới chống được Mỹ. Tất nhiên không phải nguyên văn như thế, tóm lại là phải đoàn kết lại.
Bác đưa cái sự đoàn kết trên hai đảng, lúc ấy là mâu thuẫn giữa Nga và Trung Quốc, và bác nói là phải đoàn kết lại. Bác rất buồn vì cái chuyện đấy. Thì bác nói là trước đây và bây giờ nó đã thành hiện thực. Dù rằng không còn Liên Xô thì còn Nga thì nó vấn đề thôi. Hiện nay Nga và Trung Quốc rất là đoàn kết, đã đưa lên cái tình hữu nghị anh em lên đến đỉnh cao cơ mà không có giới hạn. Thì điều đó ta thấy rằng là lời nói của Bác Hồ đã thành hiện thực. Và phải như thế, tức là người trên đài người ta đã nhìn thấy vấn đề và trước sau gì cũng phải thực hiện. Theo đúng như thế thì mới thắng được Mỹ. Còn nếu như không đoàn kết mà lục đục với nhau thì không thể nào mà thắng được Mỹ. Và hiện nay là đã đoàn kết rồi và dần dần thắng Mỹ, còn thắng như thế nào đấy thì ta không nói ở đây. Nhưng mà nói lên cái thiên tài của Bác Hồ, cái sự nhìn nhận rất sâu xa như thế mà ta có thể gọi được là đấy là tiên tri. Tiên tri bằng cái tài năng của mình chứ không phải là sự đoán mò. Nhất định như thế là phải đoàn kết lại thì mới thắng, còn không đoàn kết không thắng. Vì Bác Hồ nêu cao cái tinh thần đoàn kết dân tộc cực kỳ lớn, có đoàn kết thì không thắng được Mỹ chứ. Và Nga không hiểu là ông Putin có nghiên cứu như thế nào và có xem Việt Nam không thì không biết, chắc là xem thì có nhưng mà có vận dụng vào không thì không biết. Nhưng ta thấy ông Putin làm đúng như Bác Hồ luôn, đoàn kết đại dân tộc. Ta thấy đấy, vừa rồi Putin là đoàn kết dân tộc, nhấn mạnh chữ đoàn kết rất là mạnh mẽ ở trong cái các cuộc họp, rồi là nhất là cái hôm duyệt binh nữa, nói lên đoàn kết dân tộc. Và có đoàn kết thì mới là sức mạnh. Và cái sức mạnh đấy ta thấy đấy, trong toàn cái nước Nga hoàn toàn không có biểu tình gì cả, hoàn toàn không có biểu tình. Đấy là thể hiện sức mạnh đấy. Còn ở bên châu Âu là hết biểu tình này đến biểu tình kia. Thì đây ta nói qua cái vấn đề đấy là các nước như Nga và Trung Quốc đã đoàn kết lại, còn có vận dụng cái ý của Bác Hồ vào đấy không thì ta không rõ. Nhưng mà ta thấy rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy từ lâu để thấy được rằng là vị cha già dân tộc của chúng ta rất là thiên tài. Tôi nói một cái vấn đề nữa, đó là bác là người diễn viên rất là xuất sắc. Diễn viên thì mọi người nghĩ rằng là đấy là đóng kịch hoặc là đóng phim, không phải. Không phải như vậy, diễn xuất rất chuẩn trong đời thường. Ví dụ như bác đi sang Thái Lan, hoạt động ở Thái Lan mấy năm cơ mà, thế mà đi ra ngoài là người ta không còn nhận biết được đâu Bác Hồ là người Việt hay là người Thái. Khi mà bác nói tiếng Thái thì mọi người nhầm lẫn hết. Đi ở Hồng Kông cũng thế, nói với mọi người là người ta nghĩ đấy là người Trung Quốc. Rồi về Việt Nam, vào các cái người dân tộc đấy cũng hòa mình vào, và nhiều khi người ta cũng coi bác là như là người anh em trong nhà đấy. Chính vì như thế mà người ta mới dùng từ bác. Đầu tiên là ít người dùng bác, xong rồi nhiều lên, và cuối cùng người ta, tất cả toàn dân người ta chấp nhận đấy là bác, là thuộc trong gia đình mình. Ngày xưa là mỗi gia đình, kể cả miền Nam nhỉ, kể cả miền Nam đều có cái ảnh của Bác Hồ trong nhà. Ta thấy không? Ta thấy là cái tình cảm của người dân đối với là Bác Hồ nó thân thương như là người trong gia đình mình. Bác Hồ cơ mà. Và phương Tây người ta cũng rất là lạ lùng, không hiểu làm sao cứ dùng cái từ on ke hồ,
ông kể là chú hay bác đây là tiếng tiếng của nước ngoài đấy, ông kêu tiếng tiếng Đức mình dùng từ ông kêu thấy rằng là đặc biệt quá, đặc biệt quá, tức là ông kêu là trong gia đình đấy gọi ông kêu là chú bác đấy, đó. Cho nên ấy là ta thấy rằng là bác rất là quần chúng. Ở đây tôi lại dẫn cho các bạn một cái chuyện như thế này nữa để thấy cái tài năng của bác nó cao như thế nào. Cái câu chuyện này ít người biết đến và hôm nay tôi kể cho các bạn nghe. Thì có ở trên trên mạng hoặc là trên trong một cái chuyện hay sách nào đấy thì người ta cũng nói, nhưng mà nói nó chưa 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 bao quát lắm, chưa nói lên được cái tài năng lắm, là bác ở Hồng Kông là bị bắt. Sau khi bị bắt rồi thì người của ta mới đến gặp ông Lô Dơ Bai, là luật sư người Anh nhé, người Anh. Ông này là nổi tiếng ở ở Hồng Kông. Thế vào với nhờ cái ông Lô Dơ Bai này đến để mà cãi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì ông này thì cũng thấy mời thì đến thôi, chứ cũng đã biết là ai đâu. Thế mà sau khi vào gặp Hồ Chí Minh và nói chuyện với Hồ Chí Minh thì thấy một con người tài năng xuất chúng. Và cái ông Lô Dơ Mai này trước đây cũng đã cứu một người, về sau cũng làm to ở ở Trung Quốc ấy, tôi quên mất tên rồi. Thế nhưng mà thì ông này mới gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh một cái, thì sau khi nói chuyện thì thấy Hồ Chí Minh là một người rất tài, cảm hóa ông ngay tức khắc. Và ông ấy về, ông ấy nói chuyện với vợ ông ấy là có một người như thế, rất là gặp mấy lần đầu tiên thôi mà đã có một cái gọi là tâm phục khẩu phục rồi. Thế thì cái bà vợ ông Lô Dơ Bai này nghe thấy thế thì cũng rất hiếu kỳ và đến gặp Hồ Chí Minh ở trong tù. Khi gặp một cái thì cũng bị cảm hóa luôn. Cái người tài gặp một cái là người ta cảm hóa được cái người đối diện, đấy là một tài. Thế sau đó rồi thì là cái bà này mới mới về thì ông Lô Dơ Bai này quyết tâm là cãi trắng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế khi mà cãi thắng rồi thì bọn nó lại dùng âm mưu, tức là thả ra, cái trắng thì phải thả ra thì bọn nó sẽ bắt lại ở đâu đấy và sát hại như như thế nào đấy. Âm mưu của chúng là như vậy. Ông Lô Dơ Bai này ông ấy biết, và ông ấy đã sau khi mà chẳng hạn khi được về thì ông ấy có xe ông đón về cái dinh thự của ông ấy ở. Dinh thự của ông ấy to lắm, ở trên một cái quả đồi cơ. Thế thì ông ấy là luật sư nổi tiếng ở Hồng Kông thì không ai có thể vào đấy được, và mật thám mọi cái là nó bao vây chung quanh. Thế thì khi mà như thế rồi thì không thể ở mãi ở đấy được, và bác Hồ cũng muốn là phải ra khỏi đấy thì mới hoạt động được chứ, còn ở đấy mãi làm sao được. Thế mới bàn kế là phát ra ngoài. Thế thì cái bà vợ ông Lô Dơ Bai đấy lại chơi với vợ của ông tổng trưởng cảnh sát của Hồng Kông. Thế tổng trưởng cảnh sát Hồng Kông đấy, vợ ông ấy đến chơi với nhà ông Lô Dơ Bai thì đương nhiên là tiếp xúc với Hồ Chí Minh rồi. Và ông Hồ Chí Minh này nói chuyện như thế nào đấy thì không biết, nhưng cũng cảm hóa được vợ của ông tổng trưởng cảnh sát ở Hồng Kông. Và họ bàn nhau là đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng xe của ông Lô Dơ Bai, chứ không ai làm gì được cả, và đưa
đến một cái tàu. Cái tàu đấy cũng thuộc về trưởng cảnh sát. Và từ cái tàu đấy đưa ra ngoài cái thuyền ở vào phao số 0 đấy, thì ra đấy rồi mới thoát được. Ta thấy không? Ta thấy rằng là cái tài mà anh nói như thế nào đấy, đương nhiên là có trình độ, rồi là cái thuyết phục rất là lớn như thế, thì mới cảm hóa được. Luật sư cơ mà, luật sư nổi tiếng như thế mà cảm hóa được người ta. Không những luật sư mà lại còn vợ của luật sư, vợ của trưởng cảnh sát Hồng Kông, thì mới thoát ra được. Đây chính là tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự mình giải thoát được mình. Ta thấy cái chỗ đấy, thì để nói lên câu chuyện thì nó còn dài lắm, nhiều vấn đề lắm. Nhưng ta chỉ nói hôm nay nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì ta nói về cái tài, cái thiên tài, từ cái gọi là tài vặt đấy. Ta gọi là cái tài vặt. Tài vặt, nhưng mà nếu mà ta biết được, ta hiểu được, thì ta mới thấy được là đấy cũng là thiên tài. Không thể dễ mà gặp, nói chuyện mà cảm nhận ngay cái lần đầu tiên nói với một cái người mà có vai vế đâu. Ta thấy hôm nay tôi đã chỉ cho các bạn thấy là Bác Hồ cực kỳ nhiều tài. Ngoài đâu còn làm thơ này, tập thơ, nhật ký trong tù, nhiều như thế này, đều nói lên cái tâm trạng, đều nói về lòng yêu nước thì nhiều lắm. Danh nhân văn hóa thế giới là thế giới họ ca ngợi, thế nhưng mà nó chưa đầy đủ, không thể đầy đủ được. Cho nên hôm nay là ngày sinh nhật của bác, tôi nói thêm một số cái mà tôi biết cho các bạn thấy được vị cha già dân tộc của mình, của nước Việt Nam mình như thế nào. Bây giờ tôi mới nói thêm một vấn đề nữa là cái bọn phản động ấy thì nó luôn luôn là tìm cái nọ cái kia để mà nó bôi nhọ. Mình ghét nhất là thôi nó bôi nhọ ai thì bôi, nhưng mà cái người Chủ tịch Hồ Chí Minh là cả thế giới người ta ngưỡng mộ, đến kẻ tù cũng phải là không dám nói xấu, thế mà bọn nó lại nói xấu. Thế mình kinh tởm, bọn nó là chính ở cái chỗ đây. Thế thì nó bôi nhọ, đương nhiên là quyền của chúng nó muốn bôi thì nó bôi thôi, mình chỉ khinh bỉ nó thôi. Thì nó mới bôi nhọ như thế này. Nó bôi nhọ là cái bản văn bản mà Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 ấy, cái tuyên ngôn độc lập ấy, là không phải Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, mà là do một cái thằng CIA, tức là thằng người Mỹ đấy, nó viết. Bố lếu bố láo, thế là cũng nó không hiểu được là cái người lãnh tụ ngày xưa, còn bây giờ thì nó khác. Ngày xưa người lãnh tụ thì người ta đi từ con số 0 người ta đi lên, chứ không phải là như bây giờ là đưa một cái người, tức là cái trình độ nó không tới nơi thì vẫn đưa lên. Ví dụ như Obama đấy, Obama thì cũng là người thôi, làm sao biết hết được. Nhưng cái công việc nó rất nhiều, nó nhiều nước. Khi gặp Việt Nam thì phải nói thế này, gặp Campuchia thì phải nói thế kia, thì gặp Đức thì phải nói thế kia. Thì nó có một cái đội ngũ người ta đã làm sẵn soạn thảo đấy. Thì có thể là Obama là chỉ nói cái đại cương thôi, hoặc là một số cái cố vấn người ta nói đại cương, và có người viết, và Obama chỉ có xem lại thôi, xem lại này thế kia và nói hoặc đọc hoặc như thế nào đấy. Thế thì sang Việt Nam đấy, rõ ràng Obama làm sao mới biết kiểu được, thế nhưng vẫn lấy kiểu, vẫn nói kiểu gì các thứ. Thì đấy là cái sự gọi là có người soạn thảo cho, thì bây giờ mới có thế. Chứ còn ngày xưa tất tần tật người ta đều là tự viết, nhất là cái bản tuyên ngôn độc lập thì phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh viết.
Người mà hiểu rất rõ, rất rõ đất nước như thế nào thì mới viết ra được, chứ không phải cái ông xây nhà mơ vơ vẩn vẩn mà lại viết được. Cho ông 1.000 tỷ ông thì cũng không thể viết được. Đó là một điều khẳng định, chứ không phải là thế. Thì có, cũng có một số người cũng phản biện trong cái chuyện đấy, thế nhưng mà nó không có đầy đủ. Nó như kiểu là biện minh, nó không đủ sự thuyết phục. Cho nên là tôi hôm nay nhân đây tôi mới nói rằng là với một vị lãnh tụ không thể nào mà lại theo kiểu biện minh được, là lúc đấy bằng chứng này là không có CIA, hoặc là cái người CIA là không có ở đấy, hoặc là ra làm sao. Cái đấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đối với một vị chủ tịch nước, ta phải biết, ta phải nói như thế này nè, là dù có thằng CIA đấy là người Mỹ thì nói là ông dịch cho tôi sang tiếng Anh thì còn nghe còn có lý một tí. Thế nhưng mà phải hiểu này này, tiếng Anh ấy của chủ tịch Hồ Chí Minh bằng bố cái ông CIA đấy. Bác bao nhiêu năm ở Mỹ, ở Anh, viết tiếng Anh như tiếng Việt, viết tiếng Việt như tiếng Pháp, viết tiếng Pháp như tiếng Nga. Ta phải thấy thật là tất cả cái đấy đều bác đều viết cả, có đúng không? Bản thuộc địa gì đấy ở Pháp là bác viết đấy, gửi lên toàn quyền Đông Dương, nói về thuộc địa là bác viết. Bác ở trong Đảng Cộng sản của Pháp đấy, bác sang Liên Xô, sang Nga là cũng viết, mà viết bằng tiếng Nga, nói bằng tiếng Nga tất cả trước đông đủ mọi người, bao nhiêu người. Sau khi là nói xong một cái là mọi người vỗ tay. Còn có một cái cô gái nào đấy người Nga là còn yêu thầm trộm nhớ bác nữa cơ. Ta phải thấy một cái vấn đề như thế. Chứ lúc nào đi đâu cũng là nhờ người này người kia, làm gì có cái chuyện này. Một cái người toàn tài thơ này không có gì quý hơn độc lập tự do này, là cũng nhờ ai biết, vớ vẩn. Tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Đấy cũng là một tiên tri, cũng là biết là Bắc Nam sẽ sum họp. Cái câu thơ ấy nhờ ai biết? Không ai biết được ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không có gì quyền độc lập tự do. Khi ta biết cái câu rồi ta thấy lùi thì cũng dễ thế. Nhưng ở trên thế giới chỉ có một người nói cái câu được câu ấy thôi. Ta phải hiểu cái thiên tài ở cái chỗ đấy. Biết bao hàng ngàn cái ấn phẩm của các nơi, từ Pháp, Anh, Mỹ. Thời sau này người ta phải đi tìm từng nơi theo là bác đi về những đâu còn dấu vết gì hay không, những ấn phẩm như nào người ta thu hồi lại để người ta làm cái chỗ kỷ niệm ở bên Pháp, Anh đủ các thứ, nơi nào Bác Hồ đi đến đều có cái ấn phẩm bằng văn bản có chữ ký như có cái lời viết như thế này. Làm sao mà đi đâu mà cũng nhờ ai viết, của lêu của nào. Cái chuyện đấy là chúng nó bôi nhỏ. Và ta khẳng định rằng là cái người thiên tài như thế mà lại bảo là đi nhờ cái xe nhà, vớ vẩn, không bao giờ có cái chuyện đấy cả. Đấy là một sự bôi nhọ, ta khinh bỉ cái bọn bôi nhọ đấy. Nó không tôn trọng đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, nó mới bôi nhọ vị lãnh tụ của chúng ta. Bây giờ tôi lại ví dụ thêm để các bạn thấy được là cái ấn phẩm của bác nó đời đời mà chỉ có bác viết được thôi, là cái bản di chúc của bác đấy. Bản di chúc của bác đấy là viết, bác là người Nho, tiếng Hán, tiếng Trung, tiếng ấy là thông thạo luôn, thông thạo. Cho nên là cái tư tưởng ở Nho của bác
vẫn tụ đọc trong bác rất lớn. Cho nên ấy là bác viết cái bản di chúc, cái phần riêng ấy là 79 chữ. 79 chữ. Người ta đã đếm rồi, người ta ra 79 chữ. Bác thọ 79 năm. Chứng tỏ là bác đã đoán viết được là ở mình chỉ thọ được 79 năm thôi. Cho nên bác đã soạn 79 từ. Và muốn được 79 từ thì phải lọc cái từ này thêm từ kia, rồi là cắt bớt cái này. Tùy theo bác viết là nhiều năm, nhưng mà mỗi năm là có chỉnh sửa để cho nó phù hợp, cho nó chuẩn, mà cái ý không thay đổi. Ta phải thấy nó đến mức độ như thế chứ làm gì có cái chuyện này. Làm gì có cái chuyện mà lại đi một cái bản tuyên ngôn độc lập mà lại đi phải nhờ ai viết, chứ không phải do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thì vớ va vớ vẩn. Chỉ có người trong cuộc mới tìm hiểu, mới viết được chính xác. Bây giờ ấy, với cái thời đại này mà cho một người viết cũng không viết được như thế, viết hoàn toàn khác hẳn. Chỉ từng có nói, thế bây giờ ấy là trong cái lời văn của bác ở trong cái tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9, người ta nghiên cứu từng chữ, từng câu một, và người ta đánh giá nó rất là mộc mạc, đơn giản mà lại rất là tinh túy. Người ta nghiên cứu từng chữ, từng câu một thì chứ khủng khiếp lắm, các bạn không đánh giá được cái đâu. Nói cái tuyên ngôn độc lập của Mỹ, của Pháp vào đấy để làm gì? Đấy, thế thì phải có người phải rất am hiểu gì mới viết được ra như thế, chứ còn không phải là viết bừa được đâu, không phải như thế. Tất cả các câu, các từ, chữ ở trong đấy không thừa, không thiếu một cái gì cả, mà giọng văn rất chân thực, để cho người dân ai đọc cũng hiểu được. Đấy mới là cái tài, chứ không phải là viết văn hoa để cho chẳng ai hiểu gì. Viết mộc mạc để cho mọi người đọc và hiểu ngay, cái đấy lại là một thiên tài. Các bạn phải hiểu như thế, giọng văn của bác nó hoàn toàn khác với người khác. Tôi nói như thế này, khi mà bác làm chủ tịch nước rồi, bác vẫn hay thường xuyên là viết các cái bài cho các báo đấy, Thanh Niên, để Thủ Đô, Hà Nội, các thứ, thế viết như thế. Thế thì bác không lấy tên là Hồ Chí Minh đâu. Đấy. Bác lấy nhiều tên lắm, Lan, Vệ, Cúc, để đủ các thứ. Nhiều tên là mỗi bài bác lấy một tên khác nhau. Thế mà người dân Hà Nội lúc đấy là đọc một cái là biết ngay là cái bài này là bác Hồ viết. Ta mới thấy được là cái cảm nhận của người dân với lời lẽ của bác nó khác hoàn toàn. Những cái giọng văn, những cái từ ngữ, những cái cách viết nó như là vân tay này này, mỗi người có một cái vẻ viết khác nhau. Cũng như ở trên đài, cho nên đấy, mỗi người, mỗi học giả, người ta lại có một cái cách khác nhau. Và những cái cách đấy không lẫn với ai được. Và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đã viết là không có lẫn được với ai. Từ tư tưởng cho đến cách viết, cách hành văn, để thấy được là đấy là thêm những cái tài năng của bác nhiều lắm. Thơ là người ta phân tích từng chữ một. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp nước nhà. Tất cả những cái câu thơ như thế, nó mang tính vừa hay vừa mang tính chất chính trị cực kỳ lớn. Hôm nay ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì tôi muốn đem cái tấm lòng của tôi để nói lên cái nỗi niềm của mình với tình, với
Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôi thân thương gọi rằng là Bác Hồ của cháu. Để các bạn thấy được là tôi rất là tình cảm với Bác, thì các bạn cũng hiểu được là tôi có tình cảm với đất nước. Mặc dù tôi sống ở Đức, nhưng tôi tình cảm với Bác Hồ chính là tôi tình cảm với đất nước. Tôi cũng không làm được gì lớn, tôi chỉ thể hiện cái tấm lòng của mình thôi. Và một người tài đem lại, rất tài, thiên tài, đem lại cái độc lập dân tộc. Như vậy, ta tự hào chứ, ta rất tự hào, tại sao lại không? Cái người Việt hết lòng vì đất nước thì ta lại không tự hào, lại đi tự hào với ông Tổng thống ở Mỹ, vơ vẩn. Điều đấy không thể chấp nhận được. Anh có thể thích Tổng thống Mỹ, anh có thể thích Tổng thống của Anh hay Pháp, thì đấy là quyền của anh. Nhưng cái điều đầu tiên là phải tự hào về một vị cha già dân tộc của nước mình đã đem lại cái nền độc lập thống nhất đất nước cho chính người dân Việt Nam, mà người đấy cả cuộc đời hiến dâng cho Tổ quốc. Tôi xin dừng ở đây, chúc các bạn luôn mạnh khỏe. Thank you.